Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Lâu lâu thì mình nhập một vài cái lô Casio rẻ tiền bán cho nó vui. Hôm nay thì mình có ở trên tay đây là một mẫu Casio máy pin và nó có mã là W218. Và cái mẫu sản phẩm này của mình thì hiện tại mình về có 4 màu. Như các bạn thấy ở trên cái màn hình đó là 4 màu, nó màu đen này, màu xanh blue này. Chúng ta sẽ còn hai màu rất nổi bật nữa đó là dây cam và dây đỏ. Đó. Thì những cái chiếc đồng hồ này thì mình cũng thấy là nó có mức giá, đầu tiên là cái mức giá của nó rất là hợp lý với cái thời điểm bây giờ. Một chiếc này bên mình bán với giá là 650.000, 650.000 và free ship cho anh em. Và với một chiếc Casio như vậy thì các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ rất là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, hoặc là chúng ta sử dụng đặc biệt cho những cái lúc mà chúng ta chơi thể thao như là đá bóng, chạy bộ, tập gym. Thì mình nghĩ là những cái chiếc đồng hồ này nó sẽ rất là phù hợp với anh em. Có thể bây giờ là những chiếc smartwatch thì nhiều khi là nó lên ngôi được, nhưng mà với những chiếc smartwatch thì các bạn sẽ có những cái hạn chế, đó là chúng ta sẽ phải sử dụng hàng ngày và đó là những cái đồng hồ nó cũng khá là đắt tiền, cho nên là nhiều khi anh em dùng thì nó sẽ chơi những cái môn thể thao nó sẽ không phù hợp lắm. Và quan trọng nữa là chiếc Casio này nó rất là nhẹ, nó nhẹ tênh, khi mà các bạn đeo trên tay sẽ cảm giác rất là thoải mái, cùng với cái sợi dây cao su này thì các bạn đeo nó sẽ rất là êm tay. Nếu như các bạn nhớ trước đây thì hồi bé thì chúng ta hay sử dụng những cái Casio mà mua khoảng tầm hơn 100 nghìn, thì đây chính là một cái phiên bản được làm đắt tiền hơn của dòng đó và nó cao cấp hơn của dòng đó. Thì hiện tại thì cái chiếc Casio kia giá nó cũng lên 300-400 nghìn rồi, nó không có giá như hồi trước nữa. Còn hiện tại bây giờ bên mình bán chiếc đồng hồ Casio W, đây các bạn có thể thấy mã W218 này với giá là 650.000 free ship. Chiếc đồng hồ này thì sẽ có những cái đặc điểm gì thì mình sẽ lấy trên tay ở đây một chiếc, đó là màu đỏ đi cho nó dễ. Và chiếc này thì mình khá là thích cái màu vì nó là sự kết hợp giữa hai màu đen đỏ. Và các bạn để ý là ở trên cái bề mặt này của chúng ta sẽ có những cái dòng chữ như là Illuminator và Water 50m Resist. Thì những cái dòng chữ này thì nó sẽ được làm cùng màu với cả màu sợi dây của chúng ta. Với hai phiên bản xanh và đen thì phiên bản xanh này toàn bộ được làm màu xanh, và phiên bản đen thì được làm tất cả đen, và hai cái dòng chữ này đều được làm màu ghi nhạt. Đó. Quay trở lại với chiếc W218 AH này của chúng ta thì với một chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có những cái tính năng như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có bấm giờ thể thao. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có giờ 24 giờ. Thứ ba là chúng ta sẽ có lịch ngày, lịch thứ. Và thứ tư là các bạn sẽ có đó là alarm. Đây là khi mà các bạn ấn cái nút mode này thì chúng ta sẽ có là điều chỉnh alarm đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh ở đây là các bạn sẽ chạy start top này. Đây chính là cái chronograph của chúng ta các bạn nhé. Thì sau khi chúng ta chạy nhảy thì các bạn sẽ thấy là ấn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần giờ. Và các bạn có thể dễ dàng chỉnh giờ khi mà các bạn chuyển qua như này. Đó, chúng ta khi mà các bạn ấn đến cái phần kim dây nó nháy này là lúc chúng ta chỉnh giờ, và cái nút like này thì sẽ đóng cái nhiệm vụ mà giúp cho các bạn đổi các bạn cần tùy chỉnh ngày này. Đó, rất là dễ này, thứ này, ngày này, năm này. Đó, nói chung đây là một chiếc đồng hồ rất là dễ chỉnh. Nếu như các bạn hồi xưa các bạn đã chỉnh quen những cái đồng hồ của chúng ta thì đây là một chiếc dễ chỉnh như vậy. Chiếc đồng hồ này có size rất là dễ đeo, tay anh em khoảng 14-15 cm chúng ta vẫn có thể đeo được, vì chiếc này sẽ tương đương với size 38-39 mm. Và cái này thì nó rất là nhẹ, nó nhẹ, nó chỉ khoảng tầm như một cái khăn vải này của mình thôi. Thì khi các bạn đeo lên tay thì nó sẽ dễ dàng để chúng ta có thể vận động, cũng như là khi các bạn đi dã ngoại các thứ thì những cái đồng hồ mà nó có cái mức giá trị nó không lớn như này thì nó sẽ rất rất là phù hợp để anh em có thể không sợ bị va đập, cũng như là không sợ bị rơi, bị mất gì đó. Đó, thì đây là một chiếc đồng hồ sinh ra để cho anh em được làm như vậy. Chiếc này đang có sẵn tại bên mình với 4 màu như trên và với cái mức giá là 650.000. Đây là một chiếc đồng hồ sử dụng pin và pin của nó có thể sử dụng vài năm, rất là dễ. Khi các bạn mua tại ICS thì các bạn sẽ được thay pin miễn phí, đó là chính sách của bên mình. Cảm ơn em rất là nhiều khi đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.